Hello cả nhà, chào ngày mới. Ở nhà có thấy thằng xà nó đang bắt được một em chuột không? Trời ơi, em mập phù lù luôn á. Trời ơi, con mập phù lù luôn á. Nè, hai đứa tụi nó đang giỡn với nhau nè. Hả? Trời ơi, bây giờ mỗi lần mà mình thấy cảnh tượng này là mình lại muốn tha cho cái con chuột. Mà thay cho con chuột thì nó lại ăn cây của mình. Đó, thằng Sào vất vả lắm, từ nãy sáng tới giờ hình như là 2 tiếng đồng hồ à, mới lôi được cái em này lên. Nó ở dưới cây đào nè cả nhà. Đó. Mà chỉ có thằng Sào là thích bắt thôi, thằng Henry nó lười lắm mọi người. Thằng Henry bây giờ là nó không có thích mấy em này nữa. Để thằng Sào nó chơi đi mọi người. Giờ đó, bây giờ không biết là nên làm cái gì với con chuột này luôn á. Mình thay cho nó đi thì nó phá quá mọi người. Ủa sao 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 không bắt nữa? Sao sao đang ấy mà sao đi đâu vậy? Rồi nó đi một vòng mọi người. Nó đi một vòng xong rồi nó nằm. Đó, nó nằm. Thấy thằng con chuột mà nó nhúc nhích một cái là nó phóng tới bây giờ mọi người. Còn bình thường nó chỉ nằm quan sát thôi, cái kiểu nó vậy. Cái mắt cưng chưa? Chỗ này con lớn quá trời, má không nhận ra con luôn rồi á. Hả? Con chuột nó tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi anh ơi, mà em mập quá, em mập phù lù, em cắn rễ của chị. Giờ em mập phù lù, đó, nó nằm giỡn nè, nó nằm giỡn nè. Để kêu ba nó ra, để kêu ba nó ra. Hả? Để kêu ba nó ra coi. Hả? Con trai bé bỏng của ổng đó, bữa giờ nó bắt cũng giỏi lắm á. À, bây giờ nên tha con chuột không mọi người? Mỗi lần nó thấy cái này nó rất là khó chịu. Ví dụ nếu mà nó thấy nó mà bắt thằng lằn thì nó sẽ tha cho thằng lằn. Nó sẽ đeo găng tay vô, nó cầm con thằng lằn nó quăng xuống dưới cái đồi. Đó. Nó ghê chưa? Nó đi ra đây nó nằm nó rình nè. Chỉ cần con chuột nhúc nhích một cái là chết với nó liền. Cả nhà thấy không? Đó, để coi nó làm gì nha. Từ nãy tới giờ nó vất vả lắm nó mới lôi được con chuột này lên đó cả nhà. Đó, 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 nè, nó nè, nó nè, nó nè, nó nè, ha. Thấy chưa? Đó, con chuột đó, con chuột bỏ trốn là nó sẽ đình con chuột. Đó. Đó. Con chuột mập quá cả nhà ơi. Đó. Mà phù lù luôn á. Thấy không? Thấy ảnh chơi với con chuột không? Thấy con giỏi không? Con bắt chuột giỏi không? Đó. Mấy anh này là mấy anh chuyên cắn phá nè. Là coi như cây mình trồng là nó cắn hết. Đó. Đó, con chuột đó. Đó, con chuột đó. Làm xa nè. Ấy kêu, để kêu ba nó ra nè. Cho ba đâu coi xà nè. Và con chuột nó phát ra cái âm thanh giống như cạch 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 cạch, giống như nó sợ đó cả nhà. Tội nghiệp lắm, nhưng mà giờ mình cũng không biết sao mọi người. Hung nè, hai đứa hung nhau. Thôi giờ để nó vô nó kêu ba nó ra, ba nó coi nó nghe. Chút nữa mình sẽ quay lại coi kết quả nha cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại nha. Cả nhà giữ gìn sức khỏe nhé.